Bây giờ là chị Alex đã quay trở lại rồi. Hôm nay chị Alex sẽ giới thiệu đến các em một căn phòng búp bê rất là xinh xắn dễ thương. Đó chính là phòng ngủ của bạn búp bê. Chị đặt tên bạn búp bê mới của chúng ta là bé Na nha. Dạ, phòng búp bê này sẽ có tông màu hồng và màu tím rất là rực rỡ. Rồi, sau đây là đến phần chị giới thiệu bạn búp bê bé Na và căn phòng ngủ mới thiết kế cho bạn bé Na nha. Bé Na ơi, bây giờ em thể thử quan sát cái căn phòng của em nha, căn phòng mới chị vừa thiết kế cho em đó. Và đây là bé Na nha các em, với đôi mắt màu nâu rất là long lanh, một mái tóc màu vàng của hai bên nè, nhìn nó rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương, hợp với lứa tuổi của bạn bé Na nha. Nhìn bé Na rất là nhỏ nhắn xinh xắn nha các em. Rồi bé Na ơi, em hãy nhìn lại căn phòng của mình nha. Đây là căn phòng chị mới thiết kế cho em, gồm có một chiếc kệ nè để trang trí, có một chiếc tủ nhỏ nhỏ xinh xinh, một cái bàn nhỏ để ở góc giường nha. Ở trên đó sẽ có một chiếc đèn bàn nè, một cái chậu bông, rồi ở trên sẽ là một cái đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đương nhiên là không thể thiếu một chiếc giường rất là đáng yêu, có tông màu hồng và những cái hoa văn trái tim. Một chiếc tủ quần áo nè, một chiếc ghế nhỏ nhỏ xinh xinh để mà bạn bé Na có thể ngồi thư giãn đọc sách, một chiếc thảm để chùi chân nè. Em có thích không hả bé Na? Bây giờ em thử vào và quan sát và sử dụng xem em có thích cái căn phòng này không nha. Đây là căn phòng mới của em hả chị? Đúng rồi đó, em thấy thế nào? Dễ thương lắm chị Alex ơi. Đây là chiếc tủ của em nha. Bây giờ chị sẽ thay cho em một bộ đồ để em đi ngủ nha. Chị sẽ chọn cho em một chiếc đầm rất là đơn giản, mặc rất là thoải mái và mát mẻ. Rồi, đóng cửa tủ lại nè. Bây giờ chị sẽ mặc cho bạn búp bê bé Na nha, một chiếc đầm ngủ màu xanh, có sọc màu xanh, có phối viền màu xanh nè, rất là dễ thương nha các em. Bây giờ trong cái giới thiệu chị sẽ cho bạn búp bê bé Na ngồi thư giãn nha, đợi nha. Trong khi chờ đợi thì em hãy ôm mà bạn mèo Kitty đi, rất là dễ thương. Em chơi với bạn mèo và ngồi ghế để đợi chị Alex sẽ giới thiệu cho các bạn về căn phòng của em nha bé Na. Dạ vâng ạ. Rồi bé Na ngồi ở đây xích qua chút xíu nha, để cho các bạn có thể thấy rõ được căn phòng của em nè. Và đây là phòng ngủ của bạn bé Na. Ở đây là có hai cái hộc tủ nè. Bây giờ là trăng lên rồi, buổi tối rồi. Ở đây có một chiếc nón nhỏ nhỏ xinh xinh ở trong một cái kệ tủ. Cái kệ phía trên thì dùng để trang trí. Bé Na để một túi xinh xinh, một chú gấu bông nè. Ở đây là tủ quần áo. Ở phía dưới tủ thì có những cái kính che mắt để ngủ á các em. Ở đây là đôi giày dép mang trong nhà, dép để mang vô trong nhà đó. Tủ quần áo nè, một chậu bông. Ở trong hộc tủ này thì có kiến nè, và cái lược để chải tóc cho bạn búp bê. Chú mèo cái tè lên giường ngủ trước nha, đợi chị bé Na đã. Bé Na còn phải sửa soạn trước khi đi ngủ nữa nha. Bé Na thì phải lấy một cây gương ra nè, một cái gương ra soi gương và chải tóc trước khi đi ngủ, để mà khi mà bạn bé Na thức dậy thì tóc cũng sẽ gọn gàng, phải cuộn tóc lên nha. Nếu không á, nếu không chải tối ngủ sẽ rất là rối luôn á. Cột lên gọn gàng ngay ngắn. Bây giờ chải cho bé Na nè. Rồi, đã xong rồi, bây giờ cắt vào nha. Ở đây có một miếng kiến đó các em, chị sẽ nhét vào trong cái miếng kiến đó. Như vậy thì sẽ giữ cố định được những cái đồ vật này không bị rớt ra. Rồi, chậm chân nè, cho chân thật là sạch sẽ trước khi bước lên giường nha bé Na. Rồi, bé Na sẽ vào đắp mền ngủ chung với bé mèo Kitty. Mỗi một ngày thì bé Na sẽ ôm một bạn gấu bông. Hôm nay thì bé Na chọn ngủ chung với mèo Kitty.
Bây giờ là 6 giờ nha các em. Bạn bé Naruan thiệt là ngoan luôn á, mới cái 6 giờ mà lên giường ngủ rồi. Tại vì cái này đồng hồ cố định cho nên là chị không có chỉnh giờ được. 6 giờ tối, bạn bé Na lên giường ngủ. Chúc bạn bé Na sẽ có một giấc ngủ thật là ngon nha. Mà khoan, trước khi ngủ thì bé Na sẽ đeo một cái mắt kiến để... Thôi cái này đi. Để mà bạn bé Na sẽ dễ chìm vào giấc ngủ, sẽ có những giấc ngủ thật là ngon nha. Rồi, bạn bé Na đã vào đeo vào rồi nha. Bây giờ thì chúc bé Na ngủ thật ngon nha em. Dạ, em cảm ơn chị Alex nha, chúc chị Alex ngủ thật ngon. Trời ơi, bạn bé Na mới vừa chúc xong là trời sáng rồi. Đây nè, bầu trời đã sáng rồi. Trời, mặt trời đã lên, đồng hồ 6 giờ dậy thôi bé Na ơi. Dậy 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 nè. Đến giờ dậy rồi, phải đi học nữa chứ. Phải dậy nè, ăn sáng rồi phải thay quần áo để mà đi học nha. Cất kiến vào. Rồi, chúc mừng Kitty. Bé Na, ra nào. Bé Na ngủ ngon không nè? Dạ em ngủ ngon chị Alex ơi. Tại vì căn phòng búp bê mà chị mới thiết kế cho em nè rất là dễ thương, giường thì ngủ rất là thoải mái luôn á, cho nên em ngủ rất là ngon. Không có chi đâu nha, búp bê bên em của chị. Bây giờ thì chúc em đi học một ngày thật là vui vẻ nha. Và đây là bạn búp bê bên em, lúc nãy chị đã giới thiệu rồi ha. Bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em từng bước cách mà chị thực hiện những cái phụ kiện, những cái đồ đạc ở trong căn phòng ngủ của bạn búp bê bé Na nha. Đầu tiên là chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Có chị vẽ bốn góc giường nha, bốn góc giường ở đây. Có một chiếc mền cố định luôn, chiếc mền này cố định luôn, một chiếc gối nằm nha. Ở đây là một chiếc cửa sổ có rèm nha, có hai cái rèm hai bên đó, chị sẽ thiết kế. Bây giờ là chị sẽ chọn thử cái bố cục nha, để mà chúng ta xem nó sẽ đặt ở đâu thì sẽ thích hợp với những cái đồ đạc ở trong nhà. Và đây là một chiếc tủ, chị mới vẽ cái phần sườn của chiếc tủ thôi, vẫn chưa có trang trí cánh tủ. Một lát nữa thì chị sẽ hướng dẫn cho các em về cái phần tô màu luôn nha. Tô màu và làm cái cách để làm cánh cửa tủ. Ở đây sẽ là bức tường, thì ở đây sẽ là chân tường nè. Thì cái tủ phải nằm ngay dưới góc tường mới đúng nha. Đây là một chiếc tủ nhỏ nhỏ xinh xinh để bàn. Có hai cái hộp tủ nha. Chị sẽ để góc bên đây, phía bên trái của chiếc giường, cũng ngay gần cái tường luôn á, gần ở chỗ phần góc tường luôn. Đây là một cái đèn bàn, tại vì cái bàn nhỏ nhỏ để góc tường thì thường phải để đèn bàn để mà bạn búp bê á có thể với tay tới để mà tắt mở đèn một cách rất là dễ dàng, để xa quá thì khó tắt mở lắm. Rồi, thêm một chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nha các em. Chị sẽ đặt ở đây kế bên để cho cái bàn này nó bớt trống trải nha. Sau khi mà phối xong cái bố cục á thì chị Alex sẽ xem là cái phần nào trống thì chị Alex sẽ thiết kế thêm một cái đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh tại phía trên cái bàn đó, nó còn trống cho nên chị sẽ để cái đồng hồ lên đây nha. Cái này chị sẽ kéo xuống một tí xíu để cho các em có thể thấy rõ, bố cục chị để hơi cao đó cho nên nó sẽ bị che. Bây giờ chị kéo xuống một tí như vậy này sẽ cân đối nha, cân đối cái màn hình, cân đối trong căn phòng. Rồi, đây là một chiếc thảm,
ở phía bên trái, ở phía bên trái góc cùng bên trái và bên phải. Chị Alex thấy là cũng rất là chấm, cho nên chị sẽ làm một cái chiếc thảm, một chiếc thảm bông nè, rất là mềm mại, nhìn sao rất là mềm mại nha, có cái phần viền nè. Rồi góc bên đây như vậy là sẽ bớt chống chảy rồi đó. Còn phía bên phải, à bên đây còn trống nhiều quá, đương nhiên là chị sẽ thiết kế thêm một cái tủ rồi. Đây là một chiếc tủ dùng để đựng, ở phía trên thì có thể trang trí, ở dưới thì có chiếc tủ, hai chân, hai cái kệ tủ nè. Đó, như là chị sẽ làm một cái hộc tủ. Để góc bên đây nữa nè. Đó, như vậy là đã kín cái phòng ngủ rồi nha. Ở đây vẫn còn trống nè các em, vì vậy là chị sẽ thiết kế một cái, một chiếc ghế, một chiếc ghế ngồi thư giãn nha, để bé na sẽ ngồi lên là đọc sách nè, tối bé na đọc sách trước khi ngủ chẳng hạn nha, hoặc là ngồi xem tivi. Rồi chị Alex thấy là cũng khá ổn rồi đó nha các em, nếu như mà nhiều quá thì nó sẽ rất là rối, như vậy là vừa đủ đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho một căn phòng ngủ của bạn búp bê của chúng ta. Đây là một bạn gấu, chị để đây thử nha. Còn bạn mèo Kitty chị cũng để đây luôn. Ở dưới này sẽ là hộp tủ nha. À, một cái lược, một cái lược chị sẽ để ở trong cái hộp tủ này. Đây là những cái mắt kiến, những mắt kiến ngủ á, để mà che mắt cho bạn búp bê của chúng ta có thể dễ ngủ. Chị sẽ để ở phía hộc tủ, phía bên tủ quần áo ở đây nè. Rồi, một số những cái bộ đầm mà chị thiết kế. Ở đây là đầm 2 dây, có bèo phía trước nè, bèo nhúng phía trước nè. Có một chiếc nơ xinh xinh đó nè, chị sẽ để vào cái phần phía trên, treo váy ở phần phía trên như thế này, như vậy thì sẽ không bị nhăn quần áo ha. Còn thiếu một cái kiến nữa, một cái gương để chúng ta soi nè, để trong hộp tủ ở đây luôn. Có gương thì sẽ có lược. Và bạn búp bê của chúng ta, khi mà chúng ta thiết kế thì các em phải ướm thử vào bạn búp bê, vẽ trên cơ sở là thân hình của bạn búp bê để cho thật là vừa vặn nha. Nếu không thì có thể là bị nhỏ quá và lớn quá thì sẽ không hợp với bạn búp bê nữa. Và các mẫu vẽ này các em có thể lên mạng để đeo về á, rồi sau đó các em in ra hoặc là các em vẽ theo những cái mẫu trên mạng á, nó rất là đơn giản. Hoặc là các em có thể vẽ những cái hình vuông như chị, chúng ta nếu phần tô màu nha.